Quý vị và các bạn thân mến, trong phiên giao dịch đầu giờ sáng ngày hôm nay, giá vàng tại thị trường vàng trong nước tăng giảm trái chiều tại các hệ thống kinh doanh trên toàn quốc. Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục tăng nhờ đồng USD suy yếu và ghi nhận tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 7 năm 2020. Tới thời điểm hiện tại, thị trường vàng trong nước tiếp tục bật tăng theo xu hướng chung của thị trường vàng thế giới. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất ngày hôm nay, ngày 1 tháng 6 năm 2021 được phát trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần tiếp theo là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, giá vàng trong nước biến động trái chiều tại các hệ thống kinh doanh trên toàn quốc. Tại thời điểm khảo sát, cửa hàng vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC giữ nguyên chiều mua nhưng lại giảm 100.000 đồng trên lượng ở chiều bán. Doanh nghiệp Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC lần lượt giảm 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua và giảm 60.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Giá vàng tại hệ thống P&G, chi nhánh hai miền Bắc và Nam không có biến động mới so với phiên giao dịch ngày hôm qua tại tập đoàn Doji, vàng miếng STC điều chỉnh tăng 50.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều. Hiện tại, trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, giá trần mua vào của vàng STC đạt mốc 56,65 triệu đồng trên lượng và giá trần bán ra có ngưỡng 57,40 triệu đồng trên lượng. Các loại vàng nữ trang khác điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch đầu giờ sáng ngày hôm nay. Theo đó, 24k tăng 50.000 đồng trên lượng, vàng tây 18k tăng 40.000 đồng trên lượng, vàng 14k tăng 30.000 đồng trên lượng theo cả hai hướng mua và bán. Để quý vị và các bạn nắm rõ hơn về trường vàng trong nước trong phiên giao dịch ngày hôm nay, sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng và chi tiết được cập nhật mới nhất ở thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên là giá vàng STC tại các tổ chức lớn. STC Hồ Chí Minh từ 1 cho tới 10 lượng, mua vào 5.675.000, bán ra 5.745.000, tăng 150.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 50.000 đồng trên lượng tại chiều bán. STC Hà Nội, chiều mua vào là 5.675.000, bán ra 5.747.000, tăng 150.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 50.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Doji Hồ Chí Minh Mua vào 5.660.000, bán ra 5.740.000. Doji Hà Nội, mua vào 5.675.000, bán ra 5.745.000, tăng 200.000 đồng chiến lượng ở chiều mua và chiều bán. Binzi Hồ Chí Minh và Binzi Hà Nội, mua vào 5.670.000, bán ra 5.740.000, chiều mua vào tăng 100.000 đồng chiến lượng, chiều bán ra không có sự thay đổi. Phú Quý STC mua vào là 5.680.000, bán ra 5.743.000, tăng 100.000 đồng chiến lượng ở chiều mua và 70.000 đồng chiến lượng tại chiều bán. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Đầu tiên là ngân hàng Exim mua vào 5.665.000, bán ra 5.735.000, tăng 100.000 đồng chiến lượng ở chiều mua. Chiều bán ra thì không có sự thay đổi. Ngân hàng ACB mua vào 5 triệu 680 nghìn, bán ra 5 triệu 740 nghìn, tăng 200 nghìn đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Một số giá vàng còn lại tại các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng STC ở một số tỉnh thành phố. Ở thời điểm hiện tại, giá vàng STC ở một số tỉnh thành phố quay đầu tăng, tăng 150.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 50.000 đồng trên lượng ở chiều bán. Cụ thể như sau,

5 triệu 745.000 STC miền Tây chưa mua vào là 5 triệu 75.000 bán ra 5 triệu 745.000 STC Quảng Ngãi chưa mua vào là 5 triệu 75.000 bán ra 5 triệu 745.000 STC Long Xuyên chiều mua vào là 5 triệu 677.000 bán ra 5 triệu 750.000 tiếp theo là giá vàng bộ số 9 và vàng nữ trang SCC ở thời điểm hiện tại giá vàng bộ số 9 và vàng nữ trang SCC tiếp tục tăng khá mạnh dao động tăng trong khoảng từ 63 cho tới 150.000 đồng trên mỗi lượng cụ thể với nhẫn bộ số 9 từ 1 cho tới 5 chỉ mua vào 5 triệu 350.000 bán ra 5 triệu 410.000 tăng 150.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra vàng 4 số 9 mua vào 5 triệu 000 nghìn bán ra 5 triệu 380 nghìn tăng 150 000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra vàng 24k mua vào 5 triệu 226,7 nghìn bán ra 5 triệu 326,7 nghìn tăng 148 000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra vàng 18k mua vào là 3 triệu 850,4 nghìn bán ra 4 triệu 050,4 nghìn tăng 112.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra vàng 14k mua vào là 2 triệu 951,9 nghìn bán ra 3 triệu 151,9 nghìn tăng 88.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra vàng 10k mua vào là 2 triệu 058,7 nghìn bán ra 2 triệu 258,7 nghìn tăng 63.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra Quý vị và các bạn thân mến, thị trường vàng trong nước thì thường biến động theo xu hướng chung của thị trường vàng thế giới. Vậy thì thị trường vàng thế giới biến động như thế nào? Sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng bước sang một số thông tin của thị trường vàng thế giới. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, giá vàng đã có 2 tháng tăng liên tiếp với tổng cộng hơn 220 USD trên ao. Theo Reuters, kim loại quý tăng giá mạnh thời gian gần đây nhờ sự biến động giảm giá của USD và tiền điện tử. Từ mức giá 65.000 USD trên mỗi một Bitcoin, hiện nay chỉ còn 35.000 USD có lúc chỉ còn 32.000 USD. Bên cạnh đó, chỉ số đô la index chưa thể thoát khỏi vùng 90 điểm khi dòng tiền rời khỏi tiền điện tử và USD. Nhà đầu tư tìm kiếm các biện pháp phòng chống lạm phát và vàng là nơi trú ẩn được lựa chọn. Đối tác quản lý tại SBA Asset Management, Stephen Init, cho biết. Việc đồng USD tiếp tục xuống giá rõ ràng là một yếu tố hỗ trợ cho giá vàng. Những người dự đoán giá đi lên đang nhắm đến ngưỡng 2.000 USD trên một ao. Chỉ số USD đang hướng tới tháng giảm thứ hai liên tiếp so với các đồng tiền mạnh khác. Trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm xuống 1,593% trong phiên 28 tháng 5, làm giảm chi phí cơ hội cho việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng. Ở thời điểm hiện tại, tại thị trường vàng thế giới đã tăng khoảng 4 cho đến 5 USD trên ao. Hiện tại đang giao dịch quanh ngưỡng 1911,48 cho đến 1912 USD trên ao. Phạm vi giao dịch trong ngày mức 1905,99 USD trên ao là mức thấp nhất, mức 1914,35 USD trên ao là mức cao nhất. Hợp đồng vàng giao ngay trong ngày tăng 0,26%. Giá vàng tại thị trường vàng thế giới đã tăng trong phiên giao dịch ngày hôm qua thứ hai ngày 31 tháng 5 và ghi nhận tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 7 năm 2020 nhờ đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu thấp trong khi áp lực về lạm phát gia tăng. Đồng USD giảm trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã giảm còn 1,593% vào hôm thứ Sáu. Vàng thường được xem là hàng rào chống lại lạm phát đã được hưởng lợi từ báo cáo gần đây cho thấy sự gia tăng về giá cả tại Mỹ và Anh. Hầu hết thị trường Mỹ và Anh đã đóng cửa nghỉ lễ trong phiên giao dịch đầu tuần ngày hôm qua. Trong tuần này, sự quan tâm của giới đầu tư sẽ đổ dồn về dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ dự kiến công bố vào thứ Sáu ngày 4 tháng 5 với dự báo rằng số việc làm mới của Mỹ sẽ tăng 650.000 quý vị và các bạn thân mến trên đây là một số thông tin của thị trường giá vàng trên thế giới cũng như trong nước và cũng khép lại bản tin giá vàng ngày hôm nay của chúng tôi quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo